Còn gần một tuần nữa thôi là chúng ta sẽ đón Tết cổ truyền của dân tộc. Vào ngày Tết thì các gia đình thường chuẩn bị rất nhiều món cổ truyền như là bánh trưng, bánh tét, giò chả, thịt kho trứng, hột vịt hay dưa hành. Đây đều là những món ăn ngon nhưng chứa rất nhiều tinh bột và chất béo. Vì vậy những người mắc đáy tháo đường cần phải hết sức cẩn thận để tiết chế những món ăn trong Tết. Chuyên mục Sống Khỏe hôm nay sẽ đưa ra một vài lời khuyên của các chuyên gia về chế độ dinh dưỡng đối với những người mắc đái tháo đường trong dịp Tết. Đối với người mắc đái tháo đường, quy tắc ăn uống là cân đối khi nấu và để ý lượng khi ăn. Cụ thể như khi gói hoặc mua bánh trưng, bánh tét, bạn nên chọn loại nhân ít thịt mỡ, bánh cỡ nhỏ hoặc trung bình. Món canh, súp hầm ít xương, hạn chế thịt mỡ. Ưu tiên các loại rau lá xanh như bó xôi, rau cải, súp lơ xanh thay vì các loại rau củ như cà rốt, khoai tây, bắp ngọt vì rau củ thường chứa lượng đường cao hơn. Bây giờ chúng ta phải quan niệm rất rõ không phải là chỉ có đủ protein, lipid và glucid. Ngoài bên cạnh lipid, protein, glucid ra thì còn những chất khác chúng ta cũng phải đảm bảo. Tôi lấy ví dụ như vitamin mà vitamin thì chúng ta lại chỉ tìm được ở trong rau quả tươi sống thôi. Thế bảo người ta không được ăn quả, không được ăn rau tươi sống thì không được rồi. Mà đúng không ạ? Những cái những cái đó cần phải khuyến cáo. Thế rồi thì uh, phải đảm bảo một lượng chất xơ nhất định bởi vì nếu như không có chất xơ thì nó làm cho chúng ta trở nên là dễ tăng cái lượng thức ăn nhiều hơn và hai nữa là nó sẽ tăng cái lượng chất béo vân vân lên và rất khó khăn trong việc tiêu hóa khi ăn dưa hành bạn cần để ý lượng muối cho vào có thể rửa bớt khi ăn vì muối là loại gia vị cần lưu ý cho các bệnh lý tim huyết áp cao hay bệnh mạch vành tim là người bạn đồng hành của đái tháo đường Ngoài ra bạn nên để ý những món ăn cho vui của ngày Tết như hạt bí, hạt hướng dương vì vui miệng sẽ dễ, dễ ăn nhiều, chúng lại chứa lượng đường và chất béo cao. Nên thay thế các loại kẹo ngọt, nước ngọt bằng lượng vừa phải trái cây tươi hoặc nước trái cây hay một số loại bánh kẹo đặc biệt được chế biến bằng đường thay thế. Nếu như chúng ta uống nước không đầy đủ thì sẽ không đảm nhận được cái trách nhiệm này, không không giúp cơ thể thải bỏ được những cái chất độc mà không cần thiết qua đường thận, tức là qua đường nước tiểu là chính. Nhưng mà đối với người mắc bệnh đái tháo đường thì chúng ta nên lưu ý rằng người ta có khuyến cáo là không nên dùng những cái nước uống có ga. Đây là một cái mà tôi thấy là cần phải nói, cần phải nhấn mạnh để người bệnh của chúng ta biết được vấn đề này. Nguyên tắc ăn Tết cho người đái tháo đường là nên ăn khi đói và ngưng khi đã lưng bụng, đồng thời luôn ý thức kiểm soát lượng đường trong thức ăn. Trong một bữa, không nên ăn thả cửa những món khoái khẩu nhưng không tốt cho sức khỏe mà hãy trải ra mỗi bữa một vài miếng nhỏ ăn kèm thật nhiều rau ngoài ra bạn không nên nhịn hoàn toàn hoặc quá kiêng khem làm cơ thể mau đói thiếu chất điều này có thể khiến bạn dễ ăn bù quá nhiều sau đó tóm lại nên biết cách lựa chọn và chế biến các món ăn phù hợp ăn cân đối và để ý lượng khi ăn